các bạn. Bây giờ mình sẽ làm mất bữa để đón Tết nha các bạn. Bây giờ nó đã chín rồi nha. Bây giờ cẩn thận rất là nóng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng phép thuật. Chào mừng các bạn tới kênh trải nghiệm cùng An Khang. Bây giờ hai đứa tụi mình á sẽ bây giờ mình sẽ làm, còn mình thì là hôm nay mình sẽ đơn tới mình sẽ làm giống một cái là kẹo bưởi và một cái á là mất bưởi nha các bạn. Bây giờ ở đây có các bạn thấy không, mình sẽ chọc ra nha. Không được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ nhờ mẹ của mình gọt phần trắng vào phần gồm và phần vỏ này ra nha các bạn. Bây giờ mẹ mình đã cắt bưởi ra giùm mình rồi, bây giờ mình sẽ chỉ còn việc là cắt ra thôi. Rồi bây giờ chỉ còn cắt ngang nha mẹ nữa thôi, thì mình cũng cắt gần xong để mình cắt hết cho các bạn xem. Các bạn bây giờ mình sẽ cắt cái này nha. Do mình dắt bưởi đơn mình bị ướt áo, đơn mình thay đồ nha các bạn. Các bạn hãy giữ cái này màu trắng này nha. Nhưng mà nó còn đắng rồi chưa được, còn nếu mà nó không đắng là được rồi. Tương tự cái màu xanh cũng vậy nha. Bạn đã không biết tương tự thì hỏi ba mẹ. Các bạn, bây giờ các bạn ngay phải để cho nó hơi ẩm nước á, xong rồi các bạn phải nghiêng xuống vậy nè. Nếu mà nó còn nhiệt nước thì chưa được, mà nó không nhiệt nước là được rồi. Mình sẽ bỏ 1 muỗng đường vô tiếp theo, 2 muỗng đường vô, rồi 3 muỗng đường. Đường nóng mà cũng ngon á. Các bạn nhớ là phải để cho nước của nó tan ra nha, rồi hãy bật lửa. Bây giờ cái đường đã tan rồi, mình chỉ cần bật lửa lên lúc nào xong rồi là 4 độ thôi, và để nó sệt lại một món này. Các bạn cứ trộn đi lại Yeah.
khô rồi nè. Cái nước nó hết rồi, thấy không các bạn? Lúc nãy còn nhưng mà bây giờ hết rồi á. Là nó thì mình nghĩ nên bỏ lên đường cũng được. Đổ hết luôn nha các bạn. Đã chín rồi nha. Bây giờ cẩn thận rất là nóng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng phép thuật để mình bơm nước qua bàn. Không hả? Biết. Rồi. Giờ chị mình đang dành bữa cho mình thì đọc chuyện, nhưng mà mình không biết chữ, nhưng mà mình hiểu nha các bạn. Các bạn biết cái chuyện này chuyện gì không? Là chuyện vô cư đó các bạn. Mình sẽ đem công thử. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên sân thượng để mình phơi kem kẹo bưởi nha các bạn. Các bạn ơi, không biết hôm nay trời có chuyển mưa không? Giờ mà chuyển mưa là mình phải đem kẹo đường xuống đó các bạn. Mình nên phơi bớt mất bưởi nha các bạn. Các bạn có thấy mất bưởi khô lại đẹp không? Các bạn có nhớ cây ớt mà mình á, tuần trước mình cứu không các bạn? Bây giờ vào khoai tây và ớt đã lớn rồi nè các bạn. Mình sẽ ghé qua thăm tụi nó luôn. Phần tiếp theo nha. Bây giờ nhà mình sẽ nhìn ở đây hái tắc để làm mất tắc nha các bạn. Các bạn, 5 người mình ngồi lên chiếc xe mới gãy chiếc xe các bạn. Các bạn sẽ hái mất tắc. Giờ mình về mất tắc nha các bạn. Con hái tiếp theo các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ like, đăng ký nè.